Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đơn ca tài tử Nam Bộ, báu vật đất phương Nam. Khánh Hòa, các tặc hoành hành khi sụp lỡ nhà đất của người dân. Gia Lai, bắt đối tượng bị truy nã về hành vi đưa người trốn đi nước ngoài. Lâm Đồng, hiệu quả từ mô hình trồng cà chua trong giá thể. Thưa quý vị và các bạn, Festival Đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 2 đã được khai mạc tối 8 tháng 4 tại tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện cấp quốc gia nhằm tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật đơn ca tài tử độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và người Nam Bộ nói riêng. Điểm nhấn của Festival Đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 2 này chính là đêm khai mạc với chủ đề Đơn ca tài tử Nam Bộ, báu vật đất phương Nam. Các giá trị nghệ thuật của Đơn ca tài tử Nam Bộ sẽ được tôn vinh một cách đầy đủ qua các tiết mục biểu diễn của các nghệ nhân. Qua đó để giới thiệu một cách cô đọng và dễ hiểu nhất về lịch sử hình thành và phát triển đơn ca tài tử, đồng thời quảng bá truyền thống lịch sử và vẻ đẹp độc đáo của người dân phương Nam, gợi mở không gian văn hóa đơn ca tài tử gắn bó với mảnh đất và con người Nam Bộ. Trong khuôn khổ của festival còn có rất nhiều các hoạt động khác như liên quan đơn ca tài tử với sự tranh tài của hàng trăm nghệ nhân tài tử đơn, tài tử ca từ 21 tỉnh thành tham gia. Không gian đơn ca tài tử Nam Bộ, trong đó các nghệ nhân sẽ tham gia biểu diễn và truyền dạy cách hát, cách sử dụng nhạc cụ cho khách tham quan, tọa đàm với chủ đề đơn ca tài tử, tài nguyên di sản phát triển du lịch và cuộc thi ảnh nghệ thuật khoảnh khắc đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 2 Bình Dương năm 2017. Nhen nhóm ý tưởng chế tạo chiếc xe đạp làm bằng tre từ khi còn là du học sinh. Sau khi về nước, chàng trai trẻ Phạm Minh Trí đã mày mò nghiên cứu cho ra đời chiếc xe đạp từ tre Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới. Ngay khi còn là du học sinh tại Đức, chàng trai Phạm Minh Trí sinh năm 1983 thành phố Hồ Chí Minh đã nảy sinh ý tưởng chế tạo chiếc xe đạp bằng tre, một trong những nguyên liệu thân thuộc của Việt Nam. Sau khi về nước, Trí bắt tay vào mày mò tạo hình cho ý tưởng của mình. Sau 2 năm nghiên cứu và chế tạo, năm 2011, sản phẩm xe đạp tre đã chính thức ra đời và nay đã có thể xuất khẩu ra thế giới. Cây tre là ở Việt Nam mình thì cây tre mọc ở khắp mọi nơi. Thì ở đâu người ta cũng có thể dùng cây tre được hết. Và cây tre nó giống như là cái hình ảnh của nước Việt Nam vậy đó. Thì khi mình đem cái cây tre mình làm cái xe thì nó có một cái gì đó nó thôi thúc mình về cái nhìn nhận về cái quê hương. Nên khi mình làm xe đạp tre thì mình mong muốn là đem đến cho mọi người những cái sản phẩm mà nó thân thiện môi trường nhiều hơn. Mẫu mã đa dạng, thân thiện với môi trường và đạt kiểm định chất lượng quốc tế. Mỗi chiếc xe đạp làm từ tre có giá từ 10 triệu đến 60 triệu đồng. Sau khi mình tìm hiểu về cái vật liệu bằng tre này và những cái phần kết nối của cái khung sườn thì mình có thể yên tâm về cái độ bền của nó và cái sức chịu đựng của vật liệu bằng tre. Thứ hai nữa là nó là cái sản phẩm từ thiên nhiên, nó thân thiện với môi trường. Sản phẩm xe đạp tre đã giúp người tiêu dùng có thêm một phương tiện đi lại mới vừa độc đáo gần gũi với thiên nhiên, lại góp phần giới thiệu nét độc đáo của đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay, đời sống kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn do người dân thiếu đất sản xuất. Để khắc phục tình trạng này, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã cấp đất khai hoang cho 133 hộ đồng bào dân tộc thiểu số rất lây nghèo ở hai xã Phước Kháng và Lợi Hải, đem lại cuộc sống ổn định cho bà con. Anh Cha Ma Lê Năng là hộ nghèo ở thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng. Trước đây không có ruộng sản xuất, gia đình anh quanh năm làm thuê kiếm sống, cuộc sống vất vả. Cuối năm 2014, được huyện Thuận Bắc cấp hơn một sào đất khai hoang để sản xuất. Giờ đây, mỗi năm gia đình anh làm 3 vụ lúa với năng suất 4,5 tới 5 tạ một sào, mang lại thu nhập khá cho gia đình. Bây giờ nhà nước phát rồi, có rồi, ở nhà làm ruộng, đã có ruộng là có lúa ăn rồi, đỡ hơn nhiều. Huyện Thuận Bắc đã khai hoang 23 hectare đất vùng hạ lưu hồ Bà Râu và xã Lợi Hải để cấp cho 133 hộ nghèo trên địa bàn hai xã Phước Kháng và Lợi Hải sản xuất. Bên cạnh đó, mỗi hộ còn được hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn ngân sách của Trung ương, được vay tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 15 triệu đồng với lãi suất 0,1% một tháng, trong thời gian 5 năm để thực hiện khai hoang cải tạo đất sản xuất. Bên cạnh đó, các ngành chức năng địa phương cũng tổ chức tập huấn kỹ thuật cải tạo đất, kỹ thuật chăm sóc cây trồng và cấp giống phân bón, giúp người dân có điều kiện sản xuất ổn định cuộc sống. Từ nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân tại thôn Hà, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa luôn phải sống trong bất an trước nạn cát tặc đang hoành hành dữ dội trên con sông Cái.
đất đai, nhà cửa của người dân liên tục bị sụp lở. Từ sáng sớm tới đến chiều tối, hàng chục chiếc ghe xuồng liên tục tranh nhau hút cát trên con sông Cái, thuộc địa bàn thôn Hạ, xã Diêm Lâm. Hiện trạng trên kéo dài từ chiều tháng nay đã gây sụp lở đất đai, hoa màu, nhà cửa của hàng trăm hộ dân thôn Hạ. Không chỉ vậy, tiếng động cơ từ các ghe xuồng hút cát cũng gây nên tình trạng ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, khiến người dân vô cùng bức xúc. Bãi cát trước đây cho tao phải cát vừa đó, nó phải cát rộng lắm mà nó làm hết luôn á. Như là trước cái bờ kè Diêm Lâm là nhà của tôi đây nè. Bây giờ nó lỡ nó trục xuống hết rồi, bây giờ tôi đi đâu ở đây? Hiện người dân thôn Hạ, xã Diêm Lâm đang rất mong ngành chức năng huyện và tỉnh quan tâm đến lời kêu cứu khẩn thiết của người dân để có biện pháp ngăn chặn xử lý nạn cát tặc tại đây. Mặc dù đã được phản ánh nhiều lần, nhưng tuyến đường nối từ ngã ba La Sơn thành phố Pleiku, Gia Lai với các huyện Đắk Đoa, Chư Sê vẫn chưa được khắc phục sửa chữa. Đây là nỗi ám ảnh của hàng ngàn hộ dân sinh sống và đi lại trên tuyến đường này. Tuyến đường huyết mạch trong giao thương đi lại của người dân xã Bờ Ngon, Gia Tiêm, huyện Chư Sê và xã Gia Băng, huyện Đắk Đoa có mật độ phương tiện đi lại khá đông. Đặc biệt là đoạn qua thôn Hàm Đồng, xã Gia Băng, huyện Đắk Đoa đã bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều hố lớn mà chưa được sửa chữa nâng cấp, gây nhiều khó khăn cho người dân mỗi khi lưu thông qua. Hư nhiều quá, dân nó đi qua đi lại, mỗi lần nó cứ té hoài à, nó té mà đến nỗi mà đổ hết trứng người ta xuống, thấy mình thấy nóng ruột quá, nên cứ trơn, vậy là người này ủi với ít người kia. Có bữa thì vợ chồng kia nó té làm sao mà rớt móng chân ra ngoài luôn, nhìn thấy máu me tùm lum tùm la, mình phải sơ cứu cho người ta. Còn qua cái khúc đây hả, chua cha gì đâu mà mùa mưa nước lên đến cổ đến đầu ai đi được, nên phải đi vòng xuống dưới đường kia, mà đường kia thì nó ổ gà ổ vịt cho mà ai mà đi được. Nên là phải chấp nhận qua đây, mà qua đây thì khổ quá. Thực tế, trong suốt thời gian qua, trên tuyến đường này thường xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông té ngã do dao quẹt, sụp ổ gà, tự ngã. Người dân cho biết, mặc dù đã rất nhiều lần kiến nghị, nhưng vẫn chưa thấy sửa chữa khắc phục, trong khi mỗi ngày lại xuất hiện nhiều hầm hố trên con đường này. Nên cứ lâu lâu, người dân tại đây lại vận động nhau góp tiền để chở đá đất, để lắp tạm bợ, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần mau chóng có những biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời để bà con nơi đây thuận tiện đi lại sản xuất và lưu thông hàng hóa. Hồ chứa nước Vực Trống thuộc xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh từ lâu đã là nguồn thủy lợi quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân 4 xã vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hồ Vực Trống đang đứng trước nguy cơ bị bức tử vì ô nhiễm nặng. Trong những ngày qua, người dân các xã Phú Lộc, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc rất bức xúc trước sự việc hồ chứa nước Vực Trống bỗng nhiên chuyển sang màu lạ. Nước có mùi hôi thối bốc lên, lội xuống bị cứa. Nhiều người dân cảnh giác không cho trâu bò uống nước tại hồ Vực Trống. Từ trước tới nay, cái hồ Vực Trống này á, là ngoài cái sinh thái đến nay rất là tốt. Bà con là đi về tắm rửa rồi thì sản xuất. Từ ngày, con cá bây giờ không còn nữa. Con bò ở đấy là do con bò con trâu đấy chứ không hề hắn uống nước ở đấy mà hắn không tắm rửa đấy nữa. Ba năm nay là ba khiếp rồi, không tắm rửa, đi mua về không dám rửa, chứ không phải uống nước đó đâu. Được biết, hồ chứa nước Vực Trống có trữ lượng 13 triệu mét khối nước, có dịch vụ tưới tiêu hàng trăm hecta lúa, đồng thời là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân các xã Thượng Lộc, Gia Hanh, Vĩnh Lộc, Phú Lộc. Khi phấn nước hồ Vực Trống bị ô nhiễm nặng là do ba trại chăn nuôi lợn quy mô lớn nằm đầu nguồn hồ Vực Trống xả thải. Sự việc đã xảy ra trong một thời gian dài, chưa có sự phản hồi của cơ quan chức năng. Người dân thì đang hàng ngày phải đối mặt với nguồn nước bị ô nhiễm nặng, đe dọa đến đời sống sinh hoạt sản xuất. Thực hiện chủ trương xã hội hóa việc giết mổ gia súc gia cầm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều doanh nghiệp cá nhân đã bỏ tiền tỷ ra để đầu tư vào các cơ sở giết mổ tập trung. Tuy nhiên, sau nhiều năm, các cơ sở này vẫn không hoạt động được, khiến cho chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận tại cơ sở giết mổ tập trung tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tất cả đều bỏ không như thế này. Sau hai lần đầu tư trên hàng tỷ đồng, những cơ sở này vẫn không thể đi vào hoạt động. Thường là cũng xuống đây này, để kiểm tra cái hiện tại. Rồi bảo là sau khi mà xây dựng xong thì khánh thành thì sẽ đưa vào động. Nhưng mà đến bây giờ cũng không có một cái cơ quan nào mà đưa các cái lò mổ này vào hoạt động. Quy của chúng tôi là nên bây giờ là không bảo đảm được là cái chỗ là kiểm soát đủ. Nên là làm là kiểm soát người này thì mất người khác. Nên là nên bây giờ là nhờ chính quyền nhà nước bây giờ tập trung lại một chỗ thì cái thú y của tôi là mới bảo đảm mới làm an toàn được. Còn đây là trung tâm giết mổ gia súc gia cầm Phú Sơn với kinh phí đầu tư lên tới 6 tỷ đồng nhưng đã không hoạt động nhiều năm nay. Hệ thống lò hơi, máy sấy, các thiết bị, dãy chuồng trại đều để không. Thực trạng này cũng đang diễn ra tại một số cơ sở giết mổ tập trung ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, ở xã Định Liêm, huyện Yên Định,
ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Sương. Trên cơ sở chúng tôi á, khi bỏ ra một cái lượng để đầu tư những cơ sở để đủ phương tiện, nhưng mà khi đem lại thu nhập thì lại không có hậu quả. Nguyên nhân chính dẫn đến việc các cơ sở giết mổ tập trung gia súc gia cầm không thể hoạt động do gần 3.000 điểm giết mổ cho lẻ tại các khu dân cư vẫn tồn tại. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn còn thiếu sự vào cuộc đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc gia cầm không đúng nơi quy định. Vì thế, trước thực trạng trên, cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh hơn để quản lý được tình trạng giết mổ gia súc gia cầm, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng. Tiếp theo là những thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Chư Pá bắt giữ đối tượng Tô Minh Sơn, 58 tuổi, trú phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là đối tượng bị cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi Nhật Bản vào tháng 1 năm 2006. Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2004, Sơn là giám đốc công ty cổ phần thương mại Hợp Kim có trụ sở tại Hà Nội. Sơn đã ký quyết định cử hai nhân viên đi Nhật Bản tham dự hội chợ Maitreya do một người Việt Nam làm giám đốc tổ chức. Qua điều tra xác minh, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định hai người do Sơn cử đi Nhật Bản có dấu hiệu trốn đi nước ngoài trái phép và đã bị trả về Việt Nam. Sau đó, giám đốc công ty tổ chức hội chợ Maitreya bị khởi tố về hành vi đưa người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan điều tra yêu cầu Sơn phối hợp làm việc và không được rời khỏi nơi cư trú. Nhưng Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển chỗ ở nhiều lần tại Gia Lai và Hà Nội. Cũng trong thời gian trên, ông Sơn bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội điều tra về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngày 8 tháng 4, một người đàn ông đã bất ngờ rơi từ tầng 5 của khách sạn tại phường Bến Thành, quận 1, khiến người này bất tỉnh tại chỗ. Vào chiều cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện một người đàn ông nước ngoài khoảng 40 tuổi chưa rõ danh tính, leo qua lan can tầng 5 của khách sạn và rơi xuống đất. Khi phát hiện người đàn ông đã bất tỉnh, hai chân bị dập nát, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngay sau đó, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc còn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 9 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Phong từng nghiện ma túy và đang là học viên chấp hành cai nghiện bắt buộc 15 tháng tại trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3, có địa chỉ tại ấp 5 xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình sinh hoạt lao động tại trường, học viên Nguyễn Thành Phong và học viên Huỳnh Hữu Tấn, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, phát sinh mâu thuẫn. Khoảng 7 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2017, trong lúc chuẩn bị làm công việc lao động xây dựng tại sân bóng chuyền của đội quản lý giáo dục học viên số 2, thì Phong lấy một cây rựa chặt cây đi tìm học viên Quỳnh Hữu Tấn với ý định chém chết Tấn. Khi thấy học viên Quỳnh Hữu Tấn, Phong dùng rựa chém thẳng vào đầu học viên này. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy, nhưng học viên Nguyễn Thành Phong vẫn đuổi theo để tiếp tục chém. Thấy vậy, các học viên và giáo viên trong trường đã ra can ngăn, khống chế bắt giữ Phong. Sau đó, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 8 tháng 4, tại km số 300-700 quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Sương thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một xe khách vận chuyển hơn 531 chai rượu không rõ nguồn gốc. Kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 52LG3120 do Trần Minh Hương, trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 531 chai rượu do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Minh Hương không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng hóa nói trên. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương vừa cho biết đang tạm giữ chiếc ghe gỗ có kết cấu máy hút cát cùng nhiều phương tiện bơm hút cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ vào rạng sáng ngày 8 tháng 4. Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 4, đội cảnh sát kinh tế và chức vụ công an thị xã Tân Uyên phối hợp với lực lượng công an xã Thành Hội tổ chức tuần tra trên sông Đồng Nai. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ghe gỗ đang bơm hút cát không phép tại đoạn sông thuộc xã Thành Hội. Khi lực lượng chức năng tiếp cận thì nhiều đối tượng đang bơm hút trên ghe nhanh chóng nhảy xuống để tẩu thoát. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ghe gỗ có chiều dài 10m, chiều ngang 3m, chiều cao 1m7 cùng nhiều phương tiện máy móc dùng để bơm hút cát. Từ cơ sở trên, lực lượng chức năng tiến hành lai dắt chiếc ghe gỗ bơm hút cát trái phép về bãi tạm giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý. Sáng ngày 8 tháng 4, trên đoạn quốc lộ 24 thuộc thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, tài xế Trần Văn Quang, 31 tuổi, ở thôn Giảng Lý, xã Phổ Phong, điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 76C-00900,
đi từ hướng Tây sang Đông, đang chuyển hướng qua đường từ Nam ra Bắc thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 76F20869 do ông H, 64 tuổi, trú tại thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, Đức Phổ điều khiển, lưu thông từ hướng Đông sang Tây. Cú tông trực diện làm ông H văng xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Phần cuối chương trình mời quý vị đến với tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, những năm gần đây, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã giúp người nông dân tỉnh Lâm Đồng nâng cao thu nhập đáng kể. Trong đó, mô hình trồng cà chua trong giá thể của gia đình anh Bùi Ngọc Cung là một điển hình cho việc làm giàu theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cuối năm 2016, với diện tích hơn 4.000 m2, gia đình anh Bùi Ngọc Cung đã mạnh dạn đầu tư khoảng 250 triệu một sào vào việc làm hệ thống tưới chọ giọt tự động nhà kính để đặt 6.000 túi giá thể và trồng 12.000 gốc cà chua. Các túi giá thể của anh Cung được làm từ trấu mun và sơ dừa, đảm bảo về chất dinh dưỡng cho cây phát triển tốt. Bây giờ trồng dưới đất là cái đất của mình nó cũng bị nhiễm, nó bị một phần bị ảnh hưởng bị nhiễm rồi. Thì giờ mình không có thể canh tác mà luân phiên được. Thì mình phải làm cái này để cho mình canh tác thường xuyên, mình luân phiên được. Hiện vườn cà chua của anh Cung đang có hai loại là Đông Phu và Messina, đều là giống cà chua nhập khẩu từ Hà Lan với vị thanh, quả giòn, rất thích hợp để ăn sống. Với hơn 3 tháng chăm sóc, giờ đây vườn cà chua này đã cho gia đình anh năng suất từ 700-800 kg một ngày và xuất đi các hệ thống siêu thị, cửa hàng rau quả trong nước với giá 20.000 đồng một kg. Cà chua trồng trong giá thể nó mang lại hiệu quả kinh tế cao và đây là một trong những mô hình có cái nét mới và đang được nhân rộng trong cái toàn huyện. Mô hình cà chua trồng trong giá thể không chỉ giúp gia đình anh Cung phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn đóng góp cho thị trường nông nghiệp địa phương có thêm một loại nông sản sạch, chất lượng. Bên cạnh đó, với công nghệ tưới nhỏ giọt và các túi giá thể gọn nhẹ sẽ là điều kiện tốt thích hợp cho việc phát triển tham quan du lịch nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Thanh Hóa rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ từ bậc học mầm non. Gia Lai phát hiện hàng ngàn bơm kim tiêm xả ra môi trường. Hòa Bình bắt khẩn cấp đối tượng vận chuyển 118 cá thể TT. Lâm Đồng rong ruổi theo những mùa ong.